kính chào quý vị và các bạn. Sự suy yếu dần của khối không khí lạnh khiến cho nền nhiệt độ ở các tỉnh miền Bắc nước ta đang có xu hướng nhích dần lên. Mặc dù rét đậm rét hại vẫn duy trì, nhưng cảm giác buốt giảm bớt trên khu vực. Riêng những nơi có địa hình núi cao, nhiệt độ vẫn dưới ngưỡng 3 độ. Băng giá vẫn xảy ra và gây ảnh hưởng rất xấu đến đời sống và sản xuất của bà con ở vùng cao. Ngày hôm nay, khối không khí lạnh tiếp tục suy yếu thêm. Tuy nhiên, do trời nhiều mây nên nhiệt độ tăng chậm. Mức nhiệt cao nhất ngày ở hầu hết các nơi vẫn dưới 19 độ. Trong đó, khu vực vùng núi cao, ngay cả thời điểm giữa trưa, nhiệt độ vẫn không vượt quá 5 độ, trời còn giá buốt. Đến tối và đêm nay, nhiệt độ giảm dần xuống mức từ 11 cho tới 13 độ ở vùng đồng bằng. Khu vực vùng núi thấp hơn từ 1 cho tới 3 độ và vùng núi cao, nhiệt độ dưới 4 độ. Đối với các tỉnh miền Trung từ Thanh Hóa trở vào cho tới Hà Tĩnh trong ngày hôm nay, trời nhiều mây, nhiệt độ cũng nhích lên mức từ 16 cho tới 19 độ vào trưa chiều. Đêm nay, nhiệt độ dao động từ 11 cho tới 13 độ, trời đỡ rét hơn một chút so với những ngày vừa qua. Càng về phía Nam, nhiệt độ càng tăng dần, tuy nhiên mức độ tăng nhiệt không nhanh. Các tỉnh từ Quảng Bình trở vào cho tới Quảng Ngãi còn rét vào lúc sáng sớm và ban đêm, với nền nhiệt chỉ từ 16 cho tới 18 độ, còn ban ngày nhiệt độ vẫn không vượt quá 22 độ. Nơi có mức nhiệt cao nhất trên khu vực Trung Bộ là các tỉnh từ Bình Định trở vào cho tới Bình Thuận. Tại đây trời phổ biến không mưa, ngày có nắng và nhiệt độ trưa chiều dao động trong khoảng từ 26 cho tới 30 độ. Ngày hôm nay tại vùng cao Nguyên trời có nắng vừa phải, mức nhiệt cao nhất trưa chiều phổ biến từ 23 cho tới 26 độ. Ban đêm và sáng sớm nhiệt độ giảm xuống thấp nhất còn khoảng từ 10 cho tới 14 độ. Xuống đến các tỉnh Nam Bộ, khu vực này hầu như là không mưa, ban ngày có nắng xuất hiện từ sớm và kéo dài cho tới chiều muộn. Nhiệt độ cao nhất các nơi được dự báo là không quá 32 độ. Về đêm và sáng, nhiệt độ dao động quanh mức 20 cho tới 22 độ. Riêng miền Đông Nam Bộ chỉ khoảng từ 17 cho tới 19 độ. Cụ thể, ngày hôm nay, thời tiết trên các đô thị lớn được dự báo như sau. Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay 23 tháng Chạp, người dân thủ đô Hà Nội sẽ làm lễ tiễn ông Công ông Táo trong tiết trời còn rét. Tuy nhiên thì mức độ rét sẽ giảm bớt hơn so với những ngày vừa qua. Mức nhiệt cao nhất trưa chiều nay ở vào khoảng từ 16 cho tới 18 độ. Về tối và đêm nhiệt độ sẽ giảm xuống 13 độ. Về tình hình thời tiết thì nơi đây trời nhiều mây nhưng hầu như là không mưa. Theo nhận định xa hơn thì trong 2 ngày tới, nhiệt độ khu vực sẽ có xu hướng tăng lên nên thời tiết ấm áp và thuận lợi hơn cho các hoạt động chuẩn bị chào đón năm mới của quý vị và các bạn. Ngày hôm nay, thành phố Cảng Hải Phòng cũng duy trì trạng thái nhiều mây, độ ẩm trong không khí tăng lên và thời tiết bớt rét hơn khi nhiệt độ cao nhất ngày có thể lên đến là 18 độ. Đến đêm nay và rạng sáng ngày mai, nhiệt độ lại giảm xuống mức từ 12 cho tới 13 độ. Cũng từ ngày mai, nhiệt độ tại đây sẽ tăng dần. Ngoài khơi, sóng gió cũng ổn định trở lại, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho những chuyến tàu đến với các đảo Bạch Long Vĩ, Cô Tô hay là Cát Bà. Tại thành phố biển miền Trung Đà Nẵng, ngày hôm nay trời nhiều mây, mưa ít có khả năng xảy ra và trời còn khá rét, với mức nhiệt chỉ khoảng 16 cho tới 17 độ vào sáng sớm. Sau đó nhiệt độ sẽ tăng lên 20 độ vào giữa trưa và giảm xuống dưới 18 độ vào buổi tối. Nhìn chung, thời tiết vẫn thuận lợi cho các hoạt động du lịch diễn ra trên địa bàn thành phố, không chỉ trong hôm nay mà cả 2 ngày sắp tới. Trên thành phố cao nguyên Buôn Ma Thuột ngày hôm nay sẽ có nắng nhẹ xen giữa những khoảng nhiều mây. Vào buổi sáng sớm trời rét, lúc này nhiệt độ chỉ dao động từ 13 cho tới 14 độ. Trưa chiều nhiệt độ tăng dần lên mức cao nhất 23 cho tới 24 độ và giảm xuống dưới 17 độ vào buổi tối. Với sự chênh lệch nhiệt độ ngày đêm khá cao thì quý vị và các bạn đến đây cần chú ý mặc trang phục hợp lý để giữ ấm cơ thể, phòng tránh những bệnh về đường hô hấp có thể xảy ra. Thành phố Hồ Chí Minh cũng như các tỉnh khác thuộc khu vực Nam Bộ đang trong thời kỳ cao điểm của mùa khô. Ngày hôm nay trời tiếp tục không mưa và có nắng với nhiệt độ cao nhất trưa chiều phổ biến 31 cho tới 32 độ. Thời điểm này độ ẩm buổi trưa giảm thấp còn khoảng là 50%. Đang trong ngày Tết Ông Công Ông Táo, bà con tiểu thương cần hết sức thận trọng khi đốt nhang và vàng mã để phòng tránh nguy cơ xảy ra hỏa hoạn. Ban đêm và sáng sớm, người dân thành phố vẫn sẽ cảm nhận được bầu không khí se lạnh khi nhiệt độ giảm xuống thấp nhất còn khoảng là 21 độ. Không có sự khác biệt đáng kể so với thành phố Hồ Chí Minh, ngày hôm nay thành phố miền Tây Cần Thơ cũng có nắng và nhiệt độ cao nhất duy trì ở mức từ 29 cho tới 31 độ. Về đêm nơi đây vẫn duy trì tiết trời khô ráo, nhiệt độ giảm nhanh xuống dưới 22 độ. Cảm giác se lạnh vẫn còn, vì vậy quý vị nên mặc áo khoác nhẹ khi ra ngoài trời để giữ ấm cơ thể. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin thời tiết đô thị. Kính chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo.